Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là cuốn thư Phượng Hoàng bằng chất liệu gỗ gụ được sơn son thép vàng. Và bức cuốn thư này chúng tôi làm với cái thông số là dài 1,97 m, chiều rộng là 97 và chiều dày là 6 phân. Hàng này chúng tôi làm dày hơn bình thường 1 phân, bình thường chúng tôi làm cuốn thư dày 5 phân là chưa kể phần chắp ghép bên trên. Và ba chữ chúng tôi chạm là Đức Lưu Quang, đây là chữ Hán Nôm, chúng tôi không làm phụ đề, làm theo yêu cầu của khách hàng ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Và bức cuốn thư này được chúng tôi sơn son thép vàng Đài Loan. Trong video này chúng tôi cũng giới thiệu luôn tới khách hàng là chúng tôi có nhận trùng tu đồ thờ cúng đã qua sử dụng lâu năm. Hàng PU chúng tôi có thể làm lại hàng sơn son thép vàng được. Thì quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và nói về cái mẫu mã cuốn thư này, chúng tôi cũng có rất nhiều các cái mẫu như Phượng Hoàng hay là Long Hóa Mai hay là Rồng Trầu Mặt Nguyệt hay là cuốn thư Tứ Linh, rất nhiều. Và các cái bộ chữ chúng tôi cũng có rất nhiều, như trên màn hình các bạn đang xem là ba chữ Đức Lưu Quang đọc từ bên phải sang. Chúng tôi không làm phụ đề, có mẫu thì chúng tôi làm phụ đề tiếng Việt và có mẫu thì chúng tôi lại làm bằng chữ thư pháp, quý khách có thể tham khảo. Quý khách mà muốn trùng tu đồ thờ cúng của gia đình cũng như nhà thờ hay đình thờ, quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và trong video clip này chúng tôi cũng khuyên quý khách nếu như có nhu cầu sắm về đồ thờ cúng thì quý khách nên đặt hàng trước. Vì thường thì đồ thờ cúng nó tùy theo mỗi gia đình, kích thước nó khác nhau và quý khách nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành trước khi hoàn thiện, chúng tôi sẽ quay các cái video clip phần mộc cho quý khách ở xa mà không về được. Quý khách có thể xem qua video thực tế trên YouTube tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc qua fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể truy cập vào Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái sản phẩm. Như trên màn hình các bạn đang xem, đây là một bức cuốn thư bằng chất liệu gỗ gụ sơn son thép vàng Đài Loan. Và hiện nay thì cũng có nhiều cơ sở là làm bằng nhũ thì giá thành nó rất là rẻ để cạnh tranh trên cái thị trường. Quý khách nên tỉnh táo trước khi mua hàng, nên kiểm tra mộc. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để nghe thêm về chia sẻ các cái vấn đề về đồ gỗ và chúng tôi sẽ giải đáp các cái thắc mắc của quý vị. Quý khách hãy bình luận ở phía dưới video các cái thắc mắc thì chúng tôi sẽ giải đáp. Còn quý khách có thể gửi về trực tiếp cho chúng tôi qua Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất mà cơ sở đưa lên cũng như về cập nhật được các cái mẫu mã mới nhất mà cơ sở đáp ứng ra thị trường. Và trung bình một tháng thì chúng tôi làm được khoảng 200 đến 300 bộ cuốn thư câu đối như này để đáp ứng ra thị trường cho các cái khách hàng tiêu dùng cũng như là các khách buôn trên toàn quốc. Các khách buôn cũng nhập rất nhiều của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu